Quang Phạm xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì Quang sẽ xuống nhà của bé Dân để cùng với gia đình thì đưa bé Dân đi về sông Đốc Cà Mau nha, để tìm hiểu rõ sự thật ở dưới như thế nào. Thì mời quý cô chú anh chị và bạn hãy vô kênh của Quang Phạm Cần Thơ để xem nha, và nhớ đăng ký theo dõi và cho Quang xin một lượt like, lượt chia sẻ. Mới 4 ngày ha. Rồi cái chị có gì kiểm tác động tới con hay là chồng dì kiểm có tác động con không? Dạ chồng dì kiểm không có, chỉ có dì kiểm với con của dì kiểm. Con dì kiểm lớn chưa? Dạ con đứa dì 21, đứa dì 24. Là những cái bạn đó là cũng lớn hơn con mấy tuổi rồi hả? Dạ. Lúc mà ấy con nói rồi con bà có thấy không? Con bà thấy. Thấy rồi con bà có nói gì không? Đúng như ngồi sát bên giảm muối giảm mắm cho con bị thêm á. Giảm muối giảm mắm nó thêm nhiều ha, cho con bị luôn. Dạ. Ngoài những cái vết chày đó là còn cái chỗ nào mà nó thậm chí là nó nặng hơn cái đó không con? Dạ còn. Vậy là con chịu đựng cái đó là khoảng gần 1 năm rồi. Là con làm hơn 1 năm thì cũng như là khoảng 7-8 tháng nay phải không? Dạ. Con làm thôi, con đâu biết đến khi nào mà để hết mới nợ đó hả? Dạ, tại vì con suy nghĩ là con để là con bằng phụ trả ngoại. Khi nào hết cái gì con mới không có hay, mà tại vì bà ngoại thiếu nhiêu con cũng không biết. Rồi, trước kia con làm xưởng cá đó rồi con làm công việc gì? Dạ con dắt sáng cái gì con thức chị 5 giờ, con quét nhà lau nhà dọn dẹp nhà cửa. Rồi con sạn bao tay, rồi 6 giờ rưỡi con đi mằng, rồi 5 giờ thì con về con quét nhà lau nhà, rồi dọn dẹp nhà cửa, bầm cá cho vịt ăn. Là ngoài làm cái việc xưởng cá đó con phải về làm công việc nhà luôn. Dạ. Là sáng làm việc nhà xong rồi tối về làm việc nhà, rồi làm thêm công việc lấy cá cho vịt ăn nữa. Dạ. Mà cái thời gian mà ở trong cái xưởng cá là con lãnh lương, mà về nhà làm á gì kiểm mới trả lương con không? Dạ không, tại vì mướn 1 năm á cậu. Mướn một năm là bằng đầu bà ngoại con á, chứ đâu là gì kiểm mướn con chỉ là về dọn dẹp nhà cửa. Nguyên năm đó, nguyên năm 4 nhưng mà triệu. Không ngờ gì kiểm bằng đầu ngoại con không có hỏi rõ gì kiểm là chỉ đâu mướn con á là dọn dẹp nhà cửa thôi. Còn chuyện bằng cá là con bằng được bao nhiêu là con trừ qua nợ cho ngoại. Mà không ngờ là dì kiểm nói là dì kiểm mướn con vô trọng bằng cá, rồi về dọn dẹp nhà cửa cho dì kiểm. Là tức, bao thầu hết luôn ha. Tức là con vô trọng con bằng cá là phải tiền con không được lấy luôn. Dạ. Anh em có tiền cũng sai không? Dạ không. Có mấy tháng đầu con mới về á, thì 1 tháng ba cho con được có 150. 150 ngàn hả? Dạ. Rồi mấy tháng sau bóng cho rồi. Tiền những cái tiền con xài lặt vặt, những cần mua vệ sinh cá nhân của con thì sao? Thì tiền đâu con có? Vì con tới ngày gì con xin bà. Xin bà có cho không? Vậy cho, nhưng mà nhầm hút bao bạo quá con không dám xin, con mới đi mua hiếu á. Là cho trong sự vui vẻ hay là cho trong sự không vui vẻ? Nói chung là nó liên quan đến tiền bạc cho con đó, là cái gì kiểm đó là không có vui vẻ với con ha. Nó chỉ là cái người đó là chỉ muốn con làm thôi chứ không muốn con hỏi tiền bạc ha. Thì giờ nãy chị Lương Thanh ở Na Uy đó có gửi cho chú 600 ngàn nè ha. Chị Lương Thanh ở Na Uy á, gửi cho chú 600 ngàn gửi cho con á nha. Cảm ơn chế Duy Quy. Chị Lương Thanh ở Na Uy. Rồi bây giờ anh về đây thì có biết nợ nần đó khi nào trả hết không? Hay là có xuống dưới làm nữa không? Dạ con nói là con đi về trên đây rồi con gán màn con gửi xuống cho ngoại. Rồi bà ngoại giờ còn ở dưới hả? Dạ. Trời ơi. Rồi con xin sao mà con được về? Dạ, tại vì bữa nay là chuyện qua là nghỉ ca được 3 ngày. Con mới biết là con nghỉ ca 3 ngày đó là chắc chắn con không có được ở yên trong nhà đó. Thế nào con không bị hành hạ, cái gì con mới sợ. Cái con mới kêu dì Bảy của con á. Dì Bảy ơi cứu con,
kêu cậu Thanh á chở con đi về trên mẹ, rồi cái gì từ từ con nói chuyện sau với ngoại. Cái Dũng kêu cha Thanh á lại bánh phà mà cha Thanh không có dám. Rồi con đứng chỗ bánh phà con đợi hoài mà không thấy. Rồi cái con mới nói chung là con cũng gan, con đi quầy về mà con không có dám vô nhà. Tại vì con sợ con bước vô nhà rồi lỡ mà con bước ra thì bà nói con cấp tiền cấp vàng. Bởi vậy con không có dám vô nhà, con mới đứng ở ngoài. Cái Nguyên nhỏ là con của dì Kiểm là thứ ba. Cái mới đi ngang mới hỏi con á là mày đi đâu vậy. Cái con mới trả lời là con vô công ty để quên cái nón trong công ty. Cái Nguyên nhỏ nó tính móc máy hay nó điện kêu người ta đem về giùm. Con mới nói là con gớt cái nón ở ngay chỗ cái ghế. Mà thật sự là con gớt lại. Con mới đi lấy cái con gặp dì Tiên. Con hỏi dì Tiên ơi, dì Tiên cứu con cho con ở nhà nhờ của dì Tiên. Cái dì Tiên mới nói con vô đây rồi tao cho mày ở nhờ. Rồi con vô con mới gặp dì Bảy là người quen ngày xưa của mẹ con. Rồi cái cậu mà đưa con về đây á cũng là cậu của con, người quen của mẹ nữa. Rồi 4 giờ con lên xe với cậu. Rồi cậu chở con về đây. Con về đây là tới 8 giờ sáng con mới tới. 8 giờ sáng con mới tới đây. Rồi khi mà con về đây thì bà ngoại con ở dưới như thế nào? Con có gọi dưới chưa? Dạ con về đây là con gọi liền. Bà ngoại con sao? Bà ngoại con cũng sợ bị dì Kiểm nhốt. Rồi khi mà con về đây thì dì Kiểm có nói gì với ngoại con không? Con cũng không biết. Không biết. Tại vì con về đây là con điện ngoại rồi cái ba tập khu máy luôn. Rồi con không có ghi lạc với ngoại được. Chuyện qua giờ con cũng không ngủ được. Vì con cũng nhớ ngoại. Rồi sáng này con mới ghi lạc với ngoại được. Rồi ngoại dưới là khỏe rồi ha. Là bình thường. Dạ, sáng liên lạc ngoại con nói gì không? Ngoại nói cho con đi mà con nói ngoại là ngoại lo. Con mới nói là con không có số điện thoại với ngoại. Dạ có, con hỏi ngoại khỏe không? Ngoại nói ngoại được rồi. Cái gì này đúng lo cho ngoại. Tức là ngoại hồi tối được mấy chú mà cứu rồi ha. Cái tinh thần mà cái thời điểm mà con đang ở dưới con làm việc á, so với con về đây thì sao rồi, tinh thần con sao rồi? Có đỡ áp lực hơn là phần nào chưa? Con về đây con đỡ hơn nhiều rồi. Cái lúc mà con trên xe đi con có lo không? Dạ con rất lo sợ. Rất là lo luôn. Khi về tới đây rồi con gặp cái gia đình ở trên đây rồi con mới an tâm ha. Rồi cái cậu chở về đây là có ăn tiền xe không? Dạ mấy cái cô ở dưới á, cho cậu đâu 400.000 để đổi tiền xăng. Rồi cậu cầm cho con 100.000 để cho con về đây đi mua thuốc uống. Rồi cô chú ăn chảnh đúng cho con đâu đúng được chịu ngoài. Vậy là cậu nó cũng thương ha, chỉ đổ tiền xăng còn dư lại là cho con để mua thuốc uống ha. Dạ. Rồi ngoại con bữa nay biết con đi xuống không? Dạ biết. Biết nha. Chắc bữa nay xuống gặp ngoại chắc con mừng lắm ha. Sáng ngoại nói chuyện con ngoại khóc. Ngoại khóc rồi, con có khóc không? Ngoại nói gì sao với con? Ngoại nói con ở đâu là con bị bắt ở đâu, trốn ở đâu rồi sợ lạc. Rồi cái trong thời gian mà dì Kiệt tác động đến con á, bà ngoại thấy không? Ngoại không biết hả? Dạ không, tại vì bà ngoại con ở dưới nhà, dưới mướn nhà. Ở riêng ha. Có mấy đợt mà con bị quýnh chết sầu riêng á. Con bị bắt quỳ sầu riêng, có mặt ngoại. Bà ngoại không có dám nói gì hết. Ngoại chỉ đau trong lòng rồi khóc thôi. Nói chung là ngoại là cắn răng chịu đựng ha, không dám lên tiếng luôn. Đó là ngoại biết ha. Dạ. Cái sầu riêng á. Rồi con quỳ cái giò con ra máu. Cái con ngớm cái giò lên, bà mới lên sầu riêng, bà mới tốt mặt con. Thấy quải sầu riêng tác động vô thẳng vô mặt con luôn. Con gái người ta mà vậy đó. Rồi chú ơi con nghỉ ngơi ha. Dạ. Có gì
chú tới thăm con thêm nữa. Chút xíu nữa sẽ đi xuống Cà Mau hôm ngoài ha. Dạ, con cảm ơn mấy chú, nhờ mấy chú giúp đỡ cho con. Ừ, hôm nay mà được tin mấy chú chở xuống Cà Mau vui không? Được gặp ngoại, với gặp rồi em con sao rồi, có điện được chưa? Em trai á? Dạ, em con ở ngoài biển á. À, ngoài biển á ha. Chưa có điện được. Tức là cũng mong là hôm nay là em con sẽ vô để con gặp được em con luôn, thằng ba mẹ rước về luôn. Là em trai của Dâm này là bao nhiêu tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi đi biển rồi. Ừ, phải phải đi làm biển cho cái chị Kiểm đó. Là cũng đi trùng cung cho cái tàu của dì Kiểm đó luôn. Cái tiền lương của em con thì sao? Cũng khấu trừ vô cái phần nợ của ngoại luôn. Trời ơi. Bắt hai đứa đi làm luôn. Hai đứa đi còn đi còn làm. Anh Tư con là con của chị hai, dì hai con á. Anh bị tâm thần. Rồi đụng đi biển để trả nợ hụ ngoại. Bị thần kinh không ổn định cũng bắt đi biển luôn. Dạ. Thì lúc nhỏ là con sống với ngoại hay sống ở đây? Con sống với ngoại. Sống ngoài từ nhỏ ha. Rồi con thường về đây chơi không? Dạ không, tại vì không cho con về. Ngoại không cho về hả? Không, mấy gì đó không cho con liên lạc với mẹ. Rồi sao con liên lạc được với mẹ mà không biết đường về đây? Tại vì con có về đây hai lần chơi, mẹ con chủ con về đây chơi á. Rồi con biết đường. Con mới về đây là hai lần, với lần là lần thứ ba thôi. Tại vì con nhớ cây cầu Đáng Xét. Rồi con nói với ông Sơn là cây cầu Đáng Xét, rồi ông mới ghé chỗ cây cầu Đáng Xét. Rồi lúc con về đây thì mẹ con làm sao? Mẹ con nằm ở trên võng á, mẹ con ngủ không có được. Rồi con mới về vô tới cửa gì con chạy vô kêu mẹ. Mẹ mới ngồi mới ôm con, bỏ mới khóc. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau chắc vui lắm hả con? Dạ. Được về đây là quá mừng rồi. Mẹ con với cha con bị đi kiếm con á. Nhưng mà con về được là quá mừng rồi đó. Bây giờ ước mong con sẽ như thế nào trong câu chuyện này? Ước mong con là muốn cô chú giúp đỡ ngoại con, cho ngoại con đi về đây, giúp đỡ em con. Là muốn cho ngoại về ở với con, với em con về ha, để sống một cái cuộc sống là đoàn tụ gia đình, đoàn tụ gia đình. Dạ. Không có còn cái cảnh là phải đi làm thuê là khắc nợ liên tục vậy, mà không biết đến ngày nào mà để hết. Dạ. Con biết cái phần nợ đó là có lời có lãi gì không? Con nghe cũng có. Nếu mà có lời có lãi thì chắc làm hoài không bao giờ hết đó. Với số lương này thì tại vì dì Kiểm có nói với con nếu mà con trốn đi á thì dì Kiểm bắt em của con là Hằng Quy 9 tuổi. Bắt em con á là dì Kiểm cho đi hết, bắt em con phải ở lại trả nợ. Nói là để em con á để sống nó bây giờ mới có 9 tuổi để sống tới lớn luôn mà lẽ nó trả không hết nợ. Bởi vì chỉ có thằng bắt em con thôi mà con không có đành bỏ em con. Con thương em ha.